ngày 3 tháng 6 năm 2023 tại khu di tích tưởng niệm Vua Lê bên hồ Hoàn Kiếm lịch sử, nơi gắn với huyền thoại Vua Lê Thái Tổ trả gươm báu cho rùa thần, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm long trọng tổ chức lễ hội kỷ niệm 595 năm ngày đăng quang của Đức Vua Lê Thái Tổ. Mở đầu cho lễ hội là đoàn rước kiệu truyền thống xung quanh hồ Hoàn Kiếm với sự tham gia của gần 1.000 người. Mở đầu đoàn rước, chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào mừng đội múa rồng dẫn đường cho đoàn rước ngày hôm nay. Hòa trong tiếng trống, tiếng chiêng rộn ràng với những động tác nhanh nhẹn, uyển chuyển, khéo léo, gợi cho chúng ta nhớ đến hình ảnh rồng thiêng bay lên trên đất thành Đại La, báo hiệu điềm lành cho tương lai của đất nước, mở đầu cho thời kỳ độc lập tự chủ của dân tộc ở thế kỷ 11, khi mà vua Lý Công Uẩn đã quyết định rời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La và đổi tên là Thăng Long, thể hiện sự thịnh vượng, trường tồn và ngày càng phát triển mạnh mẽ của mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến của thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình. Tiếp theo là trống hội và chiêng. Đây là hai hiệu khí quan trọng không thể thiếu trong các lễ rước truyền thống. Âm thanh của tiếng trống hội và chiêng đồng đang vang xa, hòa quyện dục dã lòng người, tạo bầu không khí hào hứng, vui tươi, rộn ràng trong ngày lễ hội hôm nay. Đang tiến qua lễ đài là biển lễ hội kỷ niệm 595 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang, như một lời nhắc nhở thế hệ hôm nay luôn trân trọng, gìn giữ, phát huy và tôn vinh những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống của dân tộc, tự hào về những công lao đóng góp to lớn của Đức Vua Lê Thái Tổ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Kế tiếp là những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay, biểu tượng của Tổ quốc Việt Nam anh hùng, đang song song cùng với những lá cờ thần ngũ hành long sắc, biểu trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sự thể hiện của các tín ngưỡng luôn luôn đồng hành cùng dân tộc. Và đây, đội trống Tùng Dinh đang nhịp nhàng chào đón đoàn rước hôm nay. Tiếp sau là 4 vị tướng uy nghi, hùng dũng, đi trước 2 cây biển tĩnh túc, hồi tị, cùng đôi bát biểu trượng vàng, tượng trưng cho 8 pháp khí tâm linh, tín ngưỡng, đang từ từ nhẹ bước qua lễ đài. Và đây, đoàn kiệu Long Đình rước sắc phong với sự bao quanh của đội tiền tàn, hậu tán lọng vàng phủ tre, đang tiến qua lễ đài, tạo cảnh lung linh phố phường thủ đô Hà Nội. Tiếp theo sau đoàn rước Long Đình là đội tế Nam Quan của câu lạc bộ Đạo mẫu Việt Nam, gồm 21 cụ ông cao niên, đầu đội mũ tế, mặc áo thụng xanh, dáng đi khoan thai, ung dung, oai nghiêm, trang trọng, và đội dâng hương nữ quan phường Hàng Buồm cùng với 21 cụ bà trong trang phục của đội nữ quan dâng hương với dáng đi thật nhẹ nhàng, uyển chuyển, trang nghiêm, thành kính, hướng về tổ tiên, vị vua anh minh với một lòng thành kính, biết ơn, trân trọng. Kiệu rước nước. Rước tiếp theo sau là 5 cỗ kiệu dâng lễ vật của nhân dân quận Hoàn Kiếm, được trang trí đẹp theo đúng nghi lễ, với đủ những lễ vật tự nhiên biểu trưng cho hương, đăng, hoa, trà, quả, thực, uy nghiêm dâng lên Đức Vua Lê Thái Tổ để bày tỏ lòng thành kính, tri ân với tổ tiên và cầu chúc cho quốc thái dân an, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Đi trong đoàn rước qua khán đài là 40 em thiếu nhi quận Hoàn Kiếm trong trang phục học sinh và các trang phục lễ hội truyền thống. Các em là những con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, rất vinh dự và tự hào được đại diện cho hàng chục nghìn học sinh quận Hoàn Kiếm tham dự ngày hội. Hình ảnh của các em trong đoàn rước hôm nay tượng trưng cho các em xã Bồ Đề bên tả ngạn sông Hồng hát vang bài ca Đồng Dao, cổ vũ cho nghĩa quân Lam Sơn trong thời gian vây hãm thành Đông Quan năm xưa. Câu ca giặc sang thì giặc phải về, giặc đến Bồ Đề thì giặc phải tan. Đoàn gậy rồng, gậy phượng tiến vũ oanh ca để đón chào. Ở vị trí trung tâm đoàn rước là đội rước kiệu Bát Cống. Trên bành kiệu đặt phong vị Đức Vua Lê Thái Tổ, người anh hùng dân tộc. Đi hai bên kiệu là lọng, tàn, tán, phù giá do các nam thanh niên xuất sắc tiêu biểu vinh dự được tham gia rước kiệu, phục vụ lễ hội kỷ niệm 595 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang. Hòa trong tiếng trống rộn ràng, tiếng nhạc trầm bổng của các nhạc cụ dân tộc của phường Bát Âm là những điệu múa sinh tiền. Toàn đội vừa bước vừa múa thật sinh động, uyển chuyển, đẹp mắt trong niềm hân hoan, phấn khởi của người dân thủ đô đón mừng lễ hội kỷ niệm 595 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang. Vinh dự và tự hào trong đoàn rước truyền thống lễ hội kỷ niệm 595 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang có đại biểu đại diện cho con cháu dòng họ Lê Việt Nam. Chúng ta xin nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu đại diện cho con cháu của dòng họ Lê Việt Nam đã về tham dự lễ hội kỷ niệm 595 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang. Tiếp đến sau đây là các kiệu lễ và đại biểu quần chúng cho các tầng lớp nhân dân của 5 tổ dân phố phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm. Trong những năm qua, nhân dân phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm đã cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thi đua làm cho dân giàu, nước mạnh, cho quận Hoàn Kiếm xứng đáng là trái tim của thủ đô nghìn năm văn hiến, thanh lịch, văn minh. Lễ hội kỷ niệm 595 năm ngày đăng quang của Đức Vua Lê Thái Tổ. Đây là niềm tự hào và vinh dự lớn, là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực không những của nhân dân quận Hoàn Kiếm mà còn là niềm tự hào chung của nhân dân thủ đô, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, là nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân thủ đô, biểu hiện ước vọng tình cảm và truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam.